Bản tin dịch COVID-19 tối ngày 2 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 2.267 ca nhiễm mới. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, Bộ Y tế đã công bố thêm 2.267 trường hợp nhiễm mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tính từ 18 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8 đến 18 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, thành phố đã ghi nhận 4.264 trường hợp nhiễm mới. Trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố đã có tổng cộng 98.559 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố. Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiêm hơn 1,7 triệu liều vaccine cho người dân. Riêng đợt 5 đã triển khai gần 800.000 liều. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, bao phủ vaccine, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế xem xét phân bổ liên tục đến cuối tháng 8 đạt khoảng 70% người dân trên 18 tuổi được tiêm vaccine. Với kế hoạch tiêm chủng đợt 5 điều chỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ linh hoạt bố trí điểm tiêm tại các khu phong tỏa. Theo đó, sáng ngày 2 tháng 8 đã có hàng trăm người dân trong khu vực phong tỏa bên hông chợ Tân Định, quận 1 được tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong cao điểm chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh, một bộ phận lớn công nhân lao động tự do mất việc gặp nhiều khó khăn trong các khu nhà trọ. Để tạo sự yên tâm trong thời gian thực hiện giãn cách, tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có thư ngỏ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh tham gia vận động cung cấp lương thực, thực phẩm cho công nhân lao động gặp khó khăn trong khu phong tỏa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có khoảng 3.300 thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 vào 3 ngày, mùng 5, mùng 6 và mùng 7 tháng 8. Thay vào đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào các quy định hiện hành để hướng dẫn các thí sinh làm hồ sơ, xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước những chuyển biến tích cực của dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 thêm 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 2 tháng 8 để siết chặt, kéo giảm số ca mắc, tập trung cho công tác điều trị người bệnh. Người dân cần thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết, phấn đấu thực hiện mục tiêu mở rộng, thêm nhiều vùng xanh, dần đưa thành phố trở về trạng thái bình thường. HCDC sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh chưa phát sinh ổ dịch COVID-19 mới sau 2 ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, 29 ổ dịch đang bùng phát tại thành phố đã được khoanh vùng giám sát chặt. HCDC cho biết, tính đến 6 giờ ngày 2 tháng 8, thành phố có 97.076 trường hợp mắc bệnh đã được Bộ Y tế công bố, trong đó có 94.758 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 321 ca nhập cảnh. Trong ngày 1 tháng 8, có 3.207 bệnh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 37.846. Theo HCDC, trong vòng 2 ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh không phát hiện thêm các ổ dịch mới. 29 ổ dịch đang bùng phát đã được truy vết, khoanh vùng và giám sát chặt. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 34.438 bệnh nhân dương tính, bao gồm người có kết quả xét nghiệm RT-PCR và test nhanh dương tính, trong đó có 924 bệnh nhân nặng đang thở máy, 8 trường hợp được can thiệp ECMO. Trong ngày 1 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 170 trường hợp không qua khỏi. Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy 1.046.818 mẫu với 570.296 mẫu đơn, 476.522 mẫu gộp. Tổng cộng là 4.223.668 người được lấy mẫu tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Trong đó, tổng số mẫu chưa có kết quả là 8.175 mẫu, mẫu đơn là 7.677 mẫu, mẫu gộp là 498 mẫu. Về chiến dịch tiêm chủng vaccine đợt 5, theo thông tin của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 1 tháng 8, thành phố đã tiêm vaccine COVID-19 cho 144.970 người. Như vậy, tổng số trường hợp đã được tiêm vaccine trong đợt 5 là 767.885 người. Tốc độ tiêm chủng tại thành phố đang cải thiện rõ rệt, số lượng mũi tiêm tăng nhanh hơn và người trì hoãn tiêm trong đợt này cũng giảm đi nhiều. Đợt 5 của chiến dịch tiêm vaccine tại thành phố triển khai chính thức từ ngày 22 tháng 7. Trong đợt này, thành phố thực hiện tiêm chủng tại nhiều địa điểm, bao gồm các địa điểm tiêm chủng cố định và lưu động ở cộng đồng, bệnh viện. Trong đợt 5, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiêm cho 930.000 người. Như vậy, tính đến hết tháng 7, thành phố đã hoàn thành gần 67% kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, rất nhiều công nhân đã chạy xe máy chở gia đình rời Thành phố Hồ Chí Minh về quê là các tỉnh miền Trung một cách tự phát. Và dòng người di cư trên đã gây bất an rất nhiều trong công tác phòng chống lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ghi nhận trên quốc lộ 1A,
thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa cuối tuần qua. Khi các xe máy của công nhân chở vợ con gồng gánh đồ đạc từ thành phố Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn tỉnh này để về quê tại các tỉnh miền Trung. Rất nhiều xe máy tấp nập, nối đuôi nhau, chỉ tính trong khoảng 1 phút, đã có gần hàng chục chiếc xe máy xuất hiện lướt nhanh trên tuyến đường lộ. Do không được tổ chức đúng quy trình, không đăng ký các ngành chức năng địa phương nơi xuất phát, như phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng chống dịch bệnh trước khi xuất phát, nên tình trạng các công nhân tự chạy xe máy về quê, di chuyển qua nhiều tỉnh thành, có trường hợp dừng đỗ lại theo từng nhóm tại các địa phương trên đường di chuyển, sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng nơi các công nhân đi qua, cũng như tại quê nhà của các công nhân này khi trở về. Rất mong dòng người di cư tự về quê một cách riêng lẻ, cần được ngành chức năng nơi xuất phát đưa vào tổ chức đúng quy trình, tổ chức đưa công nhân về quê sau khi kiểm tra đầy đủ, kỹ càng khâu kiểm tra y tế, nhằm tránh được tình trạng để F0, F1, F2 phóng bon bon trên quốc lộ, gây bất an cho các địa phương nơi các F này đi qua. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu người dân ai ở đâu ở nguyên đó, tuy nhiên đêm ngày 1 tháng 8, rạng sáng ngày 2 tháng 8, lãnh đạo thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã phải có mặt tại chốt kiểm soát dịch bệnh giao giữa Đồng Nai và Bình Dương để vận động công nhân quay trở lại nhà trọ. Sau đó thì hàng trăm công nhân đã quyết định quay xe trở về lại Bình Dương, chờ thời điểm thích hợp mới về quê. Từ 18 giờ đến giữa đêm ngày 1 tháng 8, chốt kiểm soát COVID-19 tại điểm giao giữa Đồng Nai và Bình Dương bị ùn ứ nghiêm trọng. Nguyên nhân do xuất hiện hàng trăm người lưu thông bằng xe máy, ô tô lần lượt đổ về các chốt kiểm soát này. Trước tình hình đó, lo sợ việc ùn ứ tụ tập đông người sẽ dẫn đến lây lan dịch bệnh, nên Chủ tịch thành phố Biên Hòa cùng các đơn vị liên quan đã phải lập tức có mặt tại chốt chặn để xử lý vụ việc. Tại đây, lãnh đạo thành phố Biên Hòa cùng lãnh đạo thành phố Dĩ An, Bình Dương đã thống nhất để người có hộ khẩu tạm trú Bình Dương được qua chốt về Bình Dương. Riêng công nhân Đồng Nai được vận động quay lại nhà trọ, còn ai đã trả nhà trọ được hỗ trợ sắp xếp nơi ở mới. Cuối cùng, các công nhân Đồng Nai đều vui vẻ chấp hành quay lại nhà trọ, chờ cho đến khi có thông báo mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên cho biết, hiện địa phương đang khuyến cáo người dân, nhất là công nhân có mong muốn về quê thì tạm thời tiếp tục ở lại, thực hiện ai ở đâu ở yên đấy để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, tránh lây lan dịch bệnh. Cũng liên quan đến việc đưa công nhân Đồng Nai về quê, trong ngày 2 tháng 8, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 8, tỉnh Đồng Nai tạm ngưng tổ chức đưa công nhân lao động về quê, nên hiện tại Đồng Nai sẽ thực hiện nghiêm khuyến cáo ai ở đâu ở yên chỗ đó.